Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình kể chuyện đêm khuya của cô mèo lười. Và như thường lệ, để giúp các bạn nhỏ ngủ ngon, hôm nay cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện nha. Câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe có tên là Ông Lão và Con Lừa. Ông lão nhà quê và đứa cháu bàn nhau đem con lừa ra hội chợ bán, để con lừa khỏi mệt mỏi, hầu có thể bán được giá cao. Họ buộc chân lừa lại và hai ông cháu khệ nệ gánh con lừa đi. Đi được một đoạn, người đi đường thấy thế phá ra cười và bảo: có con lừa mà không chịu cưỡi lại khiêng nó, sao mà ngu thế? Ông lão nhận thấy mình ngu thật, vội để con lừa xuống, cởi trói cho nó và để đứa cháu cưỡi lên lưng lừa. Còn ông thì đi theo sau. Một lúc sau, khách bộ hành trông thấy thế, mắng thằng cháu: mày là đồ bất hiếu bất mục, sao lại để cho ông mày già yếu thế mà đi bộ, chính mày phải đi bộ mới phải. Một lần nữa, nghe theo ý khách đi bộ hành, ông già leo lên lưng con lừa, đứa cháu đi bộ bước theo sau. Đến một đoạn đường khác, ba cô gái đi qua thấy vậy. Một cô bảo: tội nghiệp thằng bé phải đi khập khiễng theo sau, trong khi ông già tưởng mình khôn ngoan lại ngồi chễm chệ trên lưng lừa. Ông già nhận thấy ý kiến đúng, bảo thằng cháu cùng lên ngồi trên lưng lừa. Rồi một toán người khác đi ngang qua lại phê bình: sao lại bắt con lừa đáng thương ấy trở nặng như vậy? Họ không biết thương hại con vật già nua của họ tí nào cả. Ra đến hội chợ thì họ chỉ còn mảnh da lừa để bán. Một lần nữa, hai ông cháu xuống đi bộ, để con lừa đi thong dong đằng trước. Vẫn chưa hết, một khách qua đường thấy vậy than rằng: sao họ không để con lừa vào lồng kính mà thờ? Họ đi mòn giày của họ để bảo vệ con lừa, đúng là ba con lừa. Bấy giờ ông lão mới trả lời: vâng, chính tôi là con lừa. Nhưng từ nay về sau, dù người khen hay chê, dù người nói điều gì hay không nói điều gì, tôi chỉ làm theo đầu óc của tôi mà thôi. Câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe có tên là Hai Con Gà Trống. Có hai con gà cùng một gà mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Khi lớn lên đủ lông đủ cánh, trở thành hai con gà trống, chúng lại hay cãi vã nhau. Con nào cũng tự cho mình đẹp đẽ, oai phong hơn, có quyền làm vua của nông trại. Một hôm, sau khi cãi nhau, chúng đánh nhau kịch liệt, định rằng hễ con nào thắng sẽ được làm vua của nông trại. Sau cùng, dĩ nhiên một con thắng và một con bại. Con gà thắng trận vội nhảy lên hàng rào, vỗ cánh và cất tiếng gáy vang, ca tụng sự chiến thắng của mình. Chẳng ngờ tiếng gáy của con gà làm một con chim ưng khi bay ngang qua đấy chú ý đến. Thế là con chim ưng sà xuống bắt con gà thắng trận mang đi mất. Trong khi đó, con gà bại trận vẫn còn nằm thòi thóp thở. Ca dao có câu: khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Chúng ta phải biết yêu thương và đùm bọc anh em trong gia đình, để người ngoài không hiếp đáp được các bạn ạ. Câu chuyện cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe có tên là Vàng Lấy Con Vua. Ngày xưa, có một em bé tên là Vàng. Vàng mới lên 8 tuổi thì bố mất. Nhà nghèo, em phải theo mẹ đi làm thuê khắp đó đây, quần quần suốt ngày mà mẹ con vẫn không đủ ăn. Những hôm mưa rét thấu xương cũng không được nghỉ. Nhiều bữa Vàng chỉ uống nước đi ngủ, còn dành một ít cơm nguội cho mẹ.
bà mẹ lại càng thương xót cho đứa con tội nghiệp của mình. Ngày tháng qua đi, năm ấy Vàng đã lớn và mẹ Vàng cũng đã già yếu. Vàng một thân đi làm nuôi mẹ và nuôi bản thân. Thỉnh thoảng Vàng còn làm giúp hàng xóm. Tuy công việc nặng nhọc, bụng đói, nhưng ai nhờ việc gì Vàng đều cố sức làm đâu ra đấy, nét mặt lúc nào cũng vui vẻ. Vì vậy láng giềng ai cũng quý mến cậu bé Vàng. Tiếng lành đồn xa, nhà vua biết tin Vàng làm ăn khéo lại giỏi. Một hôm bèn cho lính đi gọi Vàng về lập nhà cho mình. Vàng đến và trèo lên nhà ngay. Trong khi dỡ mái xuống, chàng trông thấy phía dưới sân nhà một cô gái đang ngồi dệt vải. Vàng muốn biết mặt cô gái, liền ngửa cổ nhìn lên. Nhưng cô gái vẫn cúi mặt xuống tấm vải, tay đưa thoi. Vàng nghĩ ra một kế khác, lấy sợi lạt cứa vào tay mình cho chảy máu xuống tấm vải. Nhưng uổng công, cô gái vẫn thản nhiên đưa thoi. Vàng thấy không xong, càng nóng lòng, bèn đánh bạo gọi: "Cô ơi, cho tôi xin miếng rẻ buộc chỗ đứt tay cho khỏi chảy máu." Lần này, cô gái đứng dậy đi tìm cái gậy và buộc miếng vải vào đầu gậy, rồi từ từ dơ lên nóc nhà, nhưng vẫn không hề nhìn Vàng. Thấy đầu gậy đã sát tay mình mà cô nàng không ngẩng mặt lên, Vàng lại giả vờ gọi: "Cô ơi, chưa tới chỗ này cơ mà." Cô gái tưởng mình dơ lệch chỗ, mới ngửa mặt nhìn lên. Vàng thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hiện ra. Tối hôm ấy, Vàng về nhà nói với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay con đi lập nhà cho vua, thấy con gái của vua xinh đẹp lắm. Mẹ đi hỏi cho con lấy cô ta làm vợ." Bà mẹ nghe nói không khỏi ngạc nhiên. Một lát sau, bà thở dài: "Mẹ con ta nghèo, vua nào lại gả con gái cho con." Nhưng Vàng cứ một mực van nài mẹ. Cuối cùng, để chiều con trai, bà đi hỏi vua. Mẹ Vàng chưa nói hết lời, nhà vua đã nổi cơn lôi đình mắng vào mặt: "Nhà ngươi láo thật, dám đi hỏi công chúa con gái ta cho thằng khố rách áo ôm nhà mày ư? Lính đâu, đem mụ già vào cối giã." Bọn lính răm rắp tuân theo, mẹ Vàng bị một trận như tử. Bà van lại mãi, nhà vua mới bằng lòng thả cho về. Khi mẹ đi, Vàng ở nhà đứng ngồi không yên, bụng như có lửa đốt. Vàng hét ra trông lại vào ngóng. Thoáng thấy mẹ về, Vàng đã hỏi ngay: "Mẹ ơi, được chứ, nhà vua đồng ý chưa?" Mẹ Vàng thở không ra hơi: "Vợ con gì, chưa nói hết lời, mẹ đã bị vua sai lính bỏ vào cối giã, lại còn chửi mắng. Con muốn lấy thì đi mà hỏi." Ít lâu sau, Vàng lại đòi mẹ đi hỏi con gái vua cho mình. Thương con, mẹ Vàng lại đánh liều đi hỏi một lần nữa. Khi bà già đến, nhà vua lần này không chửi mắng và xa lính bỏ vào cối giã như trước nữa, mà nói với mẹ Vàng: "Nhà ngươi muốn công chúa ta làm con dâu thì về bảo con trai tìm cho ta một chung bọ chó và một cái chĩnh giái gà đem đến đây nộp thì ta mới gả công chúa cho." Mẹ Vàng về nhà thuật lại cho con nghe. Vàng lập tức đi tìm khắp chốn, khắp nơi, nhưng không sao kiếm được một chum bọ chó và một chĩnh giái gà. Chàng buồn rầu khóc bên bờ suối. Bỗng một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên hỏi: "Làm sao con khóc?" Vàng thưa: "Mẹ con đi hỏi con gái vua cho con. Vua bảo phải đi tìm bằng đủ một chum bọ chó, một chĩnh giái gà thì vua mới gả. Con đi tìm khắp chốn nơi không được, con buồn, con khóc." Cụ già nói:
Đừng lo, con về trồng thật nhiều vừng đen và khoai sọ. Đợi khi vừng chín, khoai sọ mập cũ, con gặt vừng, đập lấy hột cho vào chum, rồi bắt mấy con bọ chó rắc lên trên, bịt kín miệng chum lại. Sau đó, con đào khoai sọ, đem cạo vỏ luộc chín đổ vào chĩnh, rồi bắt mấy con gà sống mổ thịt, lấy giái nó để trên chĩnh khoai và bịt kín lại đem đi nộp vua. Y lời, vàng về nhà làm theo lời cụ dặn. Mấy tháng sau, vừng đã chín, khoai sọ cũng đầy đủ. Vàng làm đúng như lời cụ già và mang đến cho nhà vua. Vua nhận được đồ lễ, bèn mở ngay chum bọ chó nếm thử. Vua khen, úi chào, ngon quá, thơm như vừng. Rồi vua lại mở chĩnh dãi gà, ăn mấy miếng tấm tắc. Tuyệt, tuyệt, bùi như khoai sọ. Ăn hết chum bọ chó và chĩnh dãi gà, nhà vua trở mặt. Ngươi muốn làm rể ta ư? Chưa đủ đâu. Ngươi phải đi kiếm một đôi gà tiên, một trống, một mái đem về nộp cho ta, thì lúc đó mới đến chuyện vợ con. Vàng tức lắm, nhưng đành phải đi tìm gà tiên. Được 3 ngày, đi mỏi rời chân mà không thấy gà tiên đâu cả. Vàng ôm mặt khóc. Cụ già khi trước lại hiện lên hỏi, vì sao con khóc? Vàng đáp, thưa cụ, vua bảo con phải đi tìm một đôi gà tiên, một trống một mái tới nộp, thì vua mới gả con gái cho. Con đi tìm 3 ngày mà không được. Nói xong, vàng lại ôm mặt khóc. Cụ già bảo, thôi, không khóc nữa. Gần nhà con có cái hang đá, bên trong có vợ chồng gà tiên. Hàng ngày cứ đến giờ ngọ, vợ chồng mới ra cửa hang. Gà chồng đứng một bên gáy, gà vợ đứng một bên nghe, còn đến rình mà bắt. Gà gáy tiếng thứ nhất, chúng xê lại gần nhau, con đừng bắt. Gáy tiếng thứ hai, chúng xích lại gần nhau hơn, con cũng đừng bắt. Đến tiếng thứ ba, chúng sát lại bên nhau, con lại bắt cả đôi, sẽ có gà tiên nộp vua. Hôm sau, vàng tìm đến hang đá ngồi rình. Đúng giờ ngọ, bỗng cửa hang từ từ mở ra. Gà trống tiên, gà mái tiên đi ra. Mỗi con đứng một bên cửa hang. Gà trống bệ vệ vươn cổ gáy tiếng thứ nhất. Chúng xe lại gần nhau, vàng vẫn ngồi yên. Gáy tiếng thứ hai, đôi gà xích vào nhau thêm nữa, vàng vẫn không nhúc nhích. Gáy tiếng thứ ba, gà trống, gà sát, sát lại liền nhau. Lúc này, vàng mới xông đến chộp lấy chân gà. Nhưng lạ thay, gà khỏe vô cùng. Chúng kéo tay vàng vào hang, tức thì cửa đóng sập lại. Tay vàng bị kẹp, đau quá, cố rút ra, nhưng càng rút càng đau. Qua một đêm, bà mẹ ở nhà không thấy con về, sốt ruột quá, bèn đi tìm. Đi mãi đến hang đá, bà thấy con nằm lăn ở cửa hang, bèn hỏi, sao thế? Sao lại bị kẹp cả tay hả vàng? Vàng mếu máo, con tìm được gà tiên rồi, nó lôi con vào, con vẫn túm chặt chân nó, bị kẹp, mẹ cứu con với. Mẹ vàng vừa thương, vừa bực, trách con. Đấy, mẹ đã bảo, mình là con nhà nghèo mà đòi lấy công chúa con vua. Lần trước, vua bắt nộp bọ, giái gà, lần này lại bắt nộp gà tiên đến nỗi mắc cạn khổ thế này. Nói xong, bà túm lấy con kéo ra ngoài. Nhưng kéo thế nào cũng không được. Bà tức quá nói tục một câu. Hàng thần nghe không nhịn được, phì cười, cửa hàng mở toàn chốc lát. Vàng rút được tay, kéo cả đôi gà ra ngoài và trở ra nộp vua. Đến cổng nhà vua, vàng quỳ xuống mà rằng, muôn tâu hoàng thượng, thần đi tìm bọ chó, giái gà, gà tiên cũng đã tìm đủ rồi.
Bây giờ vua cho thần được đón công chúa vua về ở với mẹ con thần. Vua lại bảo: đồ lễ cưới ngươi nộp đủ rồi, bây giờ ngươi muốn đón vợ thì phải có nhà ở. Trong vùng này có ông Thạch Long, nhà to nhất, đẹp nhất. Ngươi về làm được như thế thì hãy đến đây, ta mới cho rước công chúa. Vàng lại quay về, đến nhà Thạch Long. Chàng lấy gậy đạp xung quanh nhà để đánh tiếng. Thạch Long nghe có người đạp vào nhà mình, chạy ra hỏi: ai đập gì nhà tôi đấy? Vàng đáp: vua bảo tôi làm nhà to đẹp như nhà ông thì mới gả công chúa cho. Tôi đến thử đây. Thạch Long nói: cái hạng mày mà lấy được con vua thì tao nhường lại cái nhà này cho mày ở. Ông nói thật hay nói dối? Tao nói dối với cái thứ mày làm gì? Vàng lấy cái đinh đóng vào cột, rồi bảo Thạch Long: tu mi nam tử, nói thì phải như đinh đóng cột. Tôi đóng cái đinh này để làm chứng. Vàng đi đến nhà vua xin đón vợ về nhà mới. Hàng xóm láng giềng rậm rịch theo sau, thổi kèn, đánh trống, chuyện trò vui vẻ. Đến nhà Thạch Long, vàng gọi Thạch Long và bảo: tôi đón dâu về rồi, ông dọn nhà đi nơi khác cho vợ chồng tôi ở. Thạch Long mắng: nhà của tao, sao mày lại đuổi tao đi? Vàng vặn lại: hôm nọ ông nói gì với tôi? Đình đóng cột còn kia, ông ở được thì ông ở cái nhà này, không nhổ được thì ông đi nơi khác. Thạch Long cố hết sức nhổ nhưng không được, phải đi nơi khác. Vàng đưa vợ về nhà Thạch Long, rồi cả hai vợ chồng cùng đi đón mẹ. Khi vợ vàng đến, mẹ vàng không tin, liền hỏi: cô là ai mà đến đây đón tôi? Vợ vàng thưa: con là con dâu của mẹ, vợ chồng con về đón mẹ đến ở với chúng con. Mẹ vàng trông thấy vàng mới tin, bèn theo hai con đi ở nhà mới. Từ đấy, gia đình mẹ vàng thêm một người con dâu biết dệt vải giỏi. Nàng cũng rất mực thương quý mẹ chồng. Năm sau, có giặc vua nước bên sang cướp. Vàng được vua cha sai đi đánh giặc. Chàng bàn cùng với quân lính, lấy rơm bện hàng nghìn, hàng vạn người giả đem cắm khắp ngã đường, chờ giặc. Giặc đến, thấy bên vàng quân sĩ hăng hái, lại đông hàng nghìn, hàng vạn, bèn rút lui. Nhà vua thấy con rể tài giỏi, làm giặc lui không phải đánh, liền nhường ngôi cho. Từ đó, dân bản yên ổn làm ăn, vợ chồng vàng sống hạnh phúc bên nhau. Tiết mục kể chuyện đêm khuya đến đây là hết rồi. Cô mèo lười thân ái chào tất cả các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 9 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ thì chúc bé ngủ ngon.